Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với series Golf Swing cùng Quân. Để bắt đầu series, Quân sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách setup như thế nào là thoải mái nhất và để có được một swing hiệu quả hơn. Điều đầu tiên Quân sẽ làm đó là đứng thẳng lên từ trên xuống dưới như thế này. Và từ đây Quân sẽ hơi khịu đầu gối và đẩy hông ra đằng sau một tí xíu. Điều này sẽ giúp cho thăng bằng của Quân được nằm ở giữa lòng bàn chân. Từ đây thay vì Quân cặp người xuống từ hông thì Quân sẽ giữ nguyên phần dưới của lưng mình và chỉ thả lỏng từ vai xuống và thả lỏng hai tay đến một vị trí thoải mái nhất có thể. Các bạn lưu ý là từ vị trí này cái dây nịch của Quân vẫn còn nằm song song với cả mặt đất và không có chĩa xuống mặt đất nhiều quá như mọi người thường setup. Nếu như chúng ta chĩa cái dây nịch này về hướng mặt đất nhiều quá thì từ đây chúng ta sẽ bị mất thăng bằng lúc bắt swing và không có được một cái độ xoay tối đa. Như các bạn thấy đây, nếu như dây nịch của Quân nằm ngang ngang với cả mặt đất thì Quân có thể có được một cái bắt swing có một độ xoay không tối đa hơn so với là nếu chúng ta hơi cúi người ra đằng trước quá. Một cách các bạn có thể kiểm tra setup của mình ở nhà đó là khi chúng ta setup xong, chúng ta có thể để cái cây gậy của chúng ta ở dưới nách phải và xem thử coi là nó có đi thẳng xuống giữa lòng bàn chân hay không. Điều này cho chúng ta biết được là setup của chúng ta có được một sự thăng bằng ổn định. Nhiều người Quân thấy là setup của chúng ta, cái nách phải của chúng ta hơi chồm ra phía trước. Điều này sẽ giúp các bạn mất thăng bằng khi mà giơ ra backswing. Hy vọng với cái tip ngày hôm nay, các bạn có thể cải thiện được backswing của mình. Và đừng quên bấm like và subscribe để theo dõi những video trong series tiếp theo của Quân nhé.